gia đình cậu bé Hassan này mở một quán ăn nhỏ. Ngày nào Hassan cũng đi chợ mua nguyên liệu cùng mẹ, nên cậu bé rất hứng thú với các loại mùi vị. Chủ cửa hàng cũng rất yêu quý Hassan. Lớn lên Hassan cùng gia đình sang châu Âu sinh sống. Hassan được mẹ dạy nấu ăn ở Mumbai, bà còn dạy anh cảm nhận hương vị từng món ăn, vì nó mang hương vị ẩn giấu bên trong. Một ngày, ngôi nhà Hassan bị dân làng tấn công, bởi trong dòng tộc có người đi tham gia bầu cử. Chúng kéo đến đánh người và phóng hỏa, khiến mọi người hoảng sợ chạy tán loạn. Mẹ của Hassan không may bị mắc kẹt trong đó. Ngọn lửa cháy quá lớn nên không thể cứu người mẹ. Từ đó gánh nặng chồng chất lên đôi vai người bố. Ông quyết định đưa gia đình sang London sinh sống. Ở đây Hassan vẫn tiếp tục công việc nấu ăn. Một thời gian sau anh cảm nhận được rau củ quả ở đây không có linh hồn. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, người bố cùng mọi người lên xe ô tô sang Pháp. Giữa đường chiếc xe bị mất phanh, khiến cả gia đình suýt chút nữa gặp nguy hiểm. May mà ông kịp thời bẻ lái lên một con dốc. May mà chiếc xe dừng lại được. Họ ra khỏi chiếc xe tìm kiếm sự trợ giúp. Cả nhà gặp được Marguerite đến giúp đỡ. Cô đưa mọi người cùng chiếc xe về nhà mình. Cô còn đích nhân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi, khiến cả nhà cảm động với tấm lòng lương thiện này. Người bố cho rằng mình có duyên với nơi này. Hôm sau, người bố trông thấy một nhà hàng cũ kỹ, ông liền mua lại nhà hàng này và dự định mở một nhà hàng Ấn Độ ở đây. Bỗng ông trông thấy một người phụ nữ, bà ta khuyên ông không nên chọn nơi này vì đất ở đây vô cùng đắt đỏ. Về nhà, người bố muốn mua bằng được ngôi nhà đó, nhưng các con lại không đồng ý quyết định này, bởi phía đối diện cũng có một nhà hàng nổi tiếng, cách ngôi nhà đó có 100 bước chân. Nhà hàng đó nổi tiếng vì tổng thống đã từng đến đó, cho nên rất khó để cạnh tranh với họ. Nhưng người bố nói chưa ai ăn đồ do Hassan nấu. Không đứa con nào có thể ngăn cản được ông bố. Cả gia đình bắt đầu bắt tay vào sửa sang ngôi nhà. Người phụ nữ hôm trước hóa ra là chủ nhà hàng đối diện. Mallory rất nghiêm khắc với các đầu bếp, mà Marguerite cũng làm việc tại nhà hàng này. Lúc cô đi chợ tình cờ gặp Hassan ở đó, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Hassan mong Marguerite hướng dẫn vài món châu Âu, nhưng cô gái không muốn nói cho anh biết. Về nhà, mọi người vừa làm việc vừa nghe nhạc. Họ còn thuê thêm người đến trang trí, in giấy quảng cáo phân phát khắp nơi. Một hôm Hassan đi chợ về thấy quyển sách nấu ăn ở cửa, anh mang vào nhà và chăm chú đọc từng trang. Một hôm Mallory sang chửi Hassan sấp mặt chỉ vì anh mở nhạc quá lớn. Bà ta còn nói muốn xem thực đơn của Hassan. Anh vui vẻ cho bà ta xem thực đơn của mình. Không ngờ hôm sau khi hai bố con ra chợ thì mọi nguyên liệu họ cần đều đã hết sạch. Hóa ra Marguerite muốn cản trở công việc của Hassan. Hai bố con phải đến chợ xa hơn mua nguyên liệu, nhưng đã sắp đến giờ khai trương, mọi người phải đâm đầu vào chế biến. May mà họ kịp hoàn thành xong trước giờ khai trương. Thế nhưng chẳng có ai đến nhà hàng của họ cả, ai cũng bước chân vào nhà hàng phía đối diện. Người bố thất vọng thay bộ đồ truyền thống ra mời khách. Một lúc sau ông mời được hai vị khách đến nhà. Ông bảo con gái ra cửa vẫy khách. Một thanh niên vì mải nhìn nên gặp tai nạn. Mọi người khiêng thanh niên đó vào nhà hàng. Nhà hàng càng ngày càng đông khách, khiến bà chủ Mallory trông thấy rất bực mình. Khách hàng cảm thấy thức ăn này rất ngon, nhưng nhạc Ấn Độ sôi động khác phong cách Mallory. Hôm sau bà ta đi tới gặp thị trưởng phàn nàn. Âm nhạc ở nhà Hassan làm người dân đau đầu. Hassan mỗi ngày đều nhớ đến Marguerite. Còn dù cô đập xe đi ngắm hoàng hôn, anh học theo công thức trong sách nấu ăn mà cô tặng. Nấu xong mang đến mời Marguerite nếm thử. Marguerite bất ngờ trước tay nghề Hassan. Cô tin rằng nhất định anh sẽ trở thành siêu đầu bếp. Còn nói Mallory khi tuyển đầu bếp, bà yêu cầu đầu bếp làm trứng ốp la. Chỉ cần nếm một miếng đã biết được tay nghề. Hai người trò chuyện với nhau rất ăn ý. Lúc này thị trưởng đã đến nhà Hassan, bảo bố Hassan hãy cho nhạc nhỏ xuống. Ông vui vẻ đồng ý điều kiện này. Không ngờ thị trưởng rất thích món ăn Hassan làm. Một hôm, người bố mua hết nguyên liệu Mallory cần, nhưng Hassan không đồng ý với cách làm này. Người bố nói ông và Mallory đang khiêu chiến. Mallory phải lấy thịt gà thay thế chim bồ câu. Đột nhiên Hassan bê thức ăn sang muốn xin lỗi. Anh làm món này theo công thức trong sách nấu ăn. Mallory cầm thìa lên nếm thử một miếng, sau đó đổ hết chúng vào thùng rác. Bà ta vội bước ra ngoài với vẻ mặt lo sợ, vì nhận ra Hassan là đầu bếp vô cùng tài năng. Hai nhà hàng vì thế xảy ra chiến tranh lớn. Mallory tố cáo nhà Hassan xây dựng trái phép, khiến nhà Hassan phải tháo cánh cửa gỗ xuống. Người bố liền tố cáo Mallory xả rác bừa bãi. Thị trưởng ngày nào cũng thấy đơn kiện của họ. Đầu bếp của Mallory thuê người phóng hỏa. Hassan về tới nhà trông thấy vội hét lên. Tên phóng hỏa lập tức ném chai xăng vào tay anh. Cả nhà vội vàng chạy ra dập lửa. Hassan bất lực nhìn đôi bàn tay bị bỏng của mình. Sau một hồi vất cả, ngọn lửa đã được khống chế. Mallory trên lầu đã trông thấy tất cả. Bà liền cho tập hợp toàn bộ đầu bếp lại. Tuy Hassan luôn cạnh tranh với mình, nhưng bà vẫn kinh doanh một cách thẳng thắn. Mallory đuổi việc tên đầu bếp phóng hỏa kia. Sau đó bà xách một xô nước sang nhà Hassan, lau đi những từ ngữ xúc phạm đến nhà hàng. Người bố trông thấy liền cầm ô ra ngoài. Bây giờ ông không còn ghét bà nữa, còn đưa chiếc ô của mình cho bà. Hassan muốn làm trứng ốp la cho bà nếm thử, vì tay anh bị thương nên không thể nấu được. Anh nhờ bà Mallory làm theo công thức của mình, sau đó thêm một chút gia vị mà mẹ để lại.
Sau khi món trứng đã làm xong, bà Mallory nếm thử một miếng. Món ăn này khiến bà không thể cưỡng nổi. Mùi vị của nó thật là xuất sắc. Món chim bồ câu của cậu thực sự rất ngon. Tài năng này nhiều người học cả đời cũng không được. Hassan muốn được hợp tác cùng Mallory, nhưng phải sang đó làm đầu bếp 6 tháng. Về nhà anh vừa ngỏ lời đã bị bố quát mắng. Đã vậy ông còn sang chửi bà Mallory. Bà nói mình chỉ muốn dạy Hassan nấu món đẳng cấp. Hai người không ai chịu nhường ai cả. Hassan không chịu được nên đạp xe bỏ đi. Trong khi hai người vẫn đang cãi nhau, vì để bà lau chùi bức tường nên người bố mới thôi. Khi trở về anh thấy Mallory ngồi trong nhà mình. Bà nói mình đang đợi Hassan trở về, nhưng anh lại chạy đi tìm Margaret nói chuyện và nói mình đã làm món trứng ốp la cho Mallory. Bà ấy muốn mời anh làm bếp trưởng. Margaret không vui còn tỏ thái độ lồi lõm, vì hiện tại cô đang làm bếp trưởng, nếu anh sang thì cô sẽ mất vị trí này. Còn nói Hassan đã có âm mưu từ trước, thật ra anh đến đây để gặp người trong mộng. Không ngờ Margaret lại ghen ghét đố kỵ, bởi họ là đầu bếp chỉ muốn ngày một thăng tiến. Lúc này người bố thấy Mallory chìm vào giấc ngủ, ông cảm động trước sự cố chấp của bà, nên chấp nhận để con trai sang đó làm việc. Bà muốn để cho Hassan trở nên nổi tiếng. Hassan có tài năng nấu ăn thiên phú, không thể để cậu ấy bị chôn vùi, cậu ấy xứng đáng được mọi người biết đến. Người bố sau đó muốn biết tiền lương của Hassan. Sau một hồi thương lượng gay cấn, Hassan nhận được 250 euro, thế là hai người họ bắt tay làm hòa. Hôm sau anh bắt đầu sang bên kia làm việc. Mallory dạy cho anh những điều căn bản nhất. Hassan chăm chú học tập một cách nghiêm túc. Còn Margaret đã bắt đầu cạnh tranh với anh. Hassan dựa vào khả năng đặc biệt của mình, nấu ra một món ăn theo công thức của mẹ. Mallory rất bất ngờ về món ăn này. Bà hỏi tại sao anh lại thay đổi gia vị truyền thống. Anh nói muốn thay đổi để tạo vị khác lạ. Điều này đã thuyết phục được bà Mallory. Một thời gian sau bộ trưởng đến thăm nhà hàng, bà bảo Hassan làm món chim bồ câu nhồi nấm. Món ăn rất nhanh đã được bày lên bàn. Hassan được mọi người ủng hộ rất nhiều. Một chuyên gia ẩm thực đã viết nhận xét vào cuốn sổ. Một hôm Mallory mời người bố đến dùng bữa. Bây giờ họ đã trở nên rất thân, không còn đối đầu như trước nữa. Đêm quốc khánh họ thi nhau bắn pháo hoa. Mallory mang bánh đến nhà Hassan, còn tự tay bón cho người bố một miếng. Con gái trông thấy liền bảo ông khiêu vũ cùng bà, nhưng ông đã từ chối việc này. Hai người cùng nhau chờ Michelin gọi điện tới. Bà đã chờ đợi cuộc gọi này 30 năm rồi. Họ thông báo nhà hàng được tặng sau ngày quốc khánh. Năm nào bà cũng chờ đợi rồi thất vọng. Người bố cầm chai rượu lên định bật. Mallory vội chạy đến ngăn cản. Khi ông vừa mở nắp chai thì chuông điện thoại kêu. Không ngờ lần này nhà hàng đã được tặng 2 sao. Mallory vui đến nỗi khóc không thành tiếng. Hai người vui vẻ cùng nhau uống rượu. Margaret cũng đến thông báo cho Hassan. Họ ôm chầm lấy nhau trong sung sướng. Đây chính là công sức của tất cả mọi người. Bà Mallory chạy ra cảm ơn anh. Sao Michelin là thứ mà nhà hàng nào cũng muốn. Mọi người cùng chúc mừng nhà hàng được tặng sao. Bây giờ ai cũng biết Hassan là ai rồi. Anh được một nhà hàng ở Paris gửi lời mời. Hassan chia tay gia đình để tìm hiểu thế giới. Trước khi đi anh đến tạm biệt Margaret. Cảm ơn cô, nhờ cô mà anh được như bây giờ. Rất nhanh Hassan đã đặt chân đến Paris. Nơi đây chính là thiên đường của ẩm thực. Nhờ vào tài năng sáng tạo thiên phú của mình, anh đã sáng tạo ra rất nhiều món ăn mới lạ. Từ những nguyên liệu đơn giản thường ngày, chả mấy chốc Hassan đã trở thành bếp trưởng. Các chương trình truyền thông đều đưa tin Hassan, khắp thế giới đều biết đến tên tuổi của anh. Thậm chí đi ngoài đường còn có người đến chụp ảnh. Mallory mang tờ báo có hình Hassan cho người bố. Ông vô cùng tự hào về con trai mình. Một lần Hassan vô tình gặp lại món nhím biển, nó khiến nỗi nhớ nhà của anh lại tràn về. Một hôm anh thấy đồng nghiệp ăn món của vợ nấu, Hassan không kìm được mà rơi nước mắt. Người bố ở nhà cùng rất nhớ con trai, nhưng chỉ có thể chia sẻ cùng Mallory. Ngày nào ông cũng cùng Mallory khiêu vũ. Hassan cô đơn rất muốn về bên gia đình. Cuối cùng anh quyết định trở về quê hương. Vừa trở về anh đã đến thăm Margaret. Sau bao năm xa cách giờ mới được gặp người mình yêu, Hassan muốn quay về hợp tác cùng Margaret. Họ cùng nhau đến nhà hàng nấu ăn. Anh muốn tạo bất ngờ cho tất cả mọi người. Người bố xúc động ôm chầm lấy con trai. Mallory mói trao quyền thừa kế cho Hassan. Đột nhiên Michelin gọi tới nhưng anh lại tắt máy. Anh nói sẽ cùng mọi người đặt sao thứ 3 tại đây.